Cô chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần chữa bài của buổi số 211 và giao bài của buổi số 212. Chúng ta đến với câu hỏi how long. How long là hỏi về chiều dài. Chiều dài. Thì các bạn sẽ đến với câu 1. Cái bàn này dài bao nhiêu? Người ta có how long is the table? Với chủ ngữ là chủ ngữ the table, chủ ngữ số ít, ta dùng động từ is. How long is the table? Câu 2. Cái váy này dài bao nhiêu? Vậy ta có how long is the dress? Chúng ta vẫn có chủ ngữ the dress là chủ ngữ số ít, vậy ta dùng động từ is. How long is the dress? How long is the dress? Câu 3. Dòng sông này dài bao nhiêu? Vậy ta có how long is the river? How long is the river?
Chủ ngữ the river là chủ ngữ số ít, vậy ta dùng is. How long is the river? Câu 4. Bộ phim này dài bao nhiêu? Vậy ta có how long is the movie? Chủ ngữ bộ phim là chủ ngữ số ít, vì vậy ta dùng động từ is. How long is the movie? Câu 5. Cánh tay bạn dài bao nhiêu? Vậy ta có how long is your arm? Chủ ngữ số ít, vậy ta dùng is. Đó, vậy thì phần chữa bảng ngày hôm nay rất là đơn giản, chúng ta đều dùng với cả how long, is. Với chủ ngữ số ít ta dùng is. Vậy các bạn còn câu nào chưa chữa được bài thì các bạn nhanh tay các bạn chữa bài vào vở giúp cô. 5 câu hỏi với how long.